Quý khán thính giả thân mến, đã lâu rồi chúng ta chưa có video về giao tiếp. Chính vì vậy, trong video hôm nay, Mr. Định xin cùng quý khán thính giả đi học 6 câu hay sử dụng khi nói chuyện với người nước ngoài qua điện thoại. Tình huống số 1. Khi ai đó gọi nhầm số, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Hello. Hello, Joe? No. Is this 793-5141? No, it isn't. I think you have the wrong number. Tôi nghĩ bạn đã gọi nhầm số. Mẫu câu nói, bạn đã gọi nhầm số, chúng ta nói như sau. I think you have the wrong number. I think you have the wrong number. I think you have the wrong number. Tình huống số 2, khi người gọi tìm ai đó, nhưng người đó không có ở đây để nghe điện thoại, và chúng ta yêu cầu người gọi gọi lại sau. Hello. Hello, can I speak to Sandy, please? She's busy right now. Can you call back? Trong đoạn hội thoại trên, khi chúng ta muốn người gọi gọi lại sau, chúng ta sẽ nói Can you call back? Can you call back? Can you call back? Đây là một câu hỏi không có từ để hỏi, do vậy chúng ta phải lên giọng ở cuối câu. Chúng ta cùng luyện tập lại. Can you call back? Can you call back? Tình huống số 3. Người gọi nói tên người muốn gặp, tuy nhiên chúng ta không nghe rõ, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Hello. Hello, can I speak to Brian? Sorry, who? Brian. Can you spell the name again? Trong câu này chúng ta muốn yêu cầu người gọi nhắc lại tên người muốn gặp, chúng ta nói Can you spell the name again? Can you spell the name again? Can you spell the name again? Tình huống số 4. Hỏi xem ai đó đang gọi. Hello. Hello, is Mrs. Brown there, please? Yes, may I ask who's calling? Tôi có thể biết ai đang gọi đó không? Mẫu câu này chúng ta nói như sau. May I ask who's calling? May I ask who's calling? May I ask who's calling? Tình huống số 5. Khi chúng ta muốn nói người gọi chờ một lát, chúng ta nói như sau. Just a moment, please. Just a moment, please.
Just a moment, please. Just a moment, please. Mẫu câu số 6. Khi chúng ta hỏi người gọi có muốn để lại lời nhắn hay không? Hello. Hello, can I speak to Anne, please? Sorry, she's not in right now. Would you like to leave a message? Mẫu câu bạn có muốn để lại lời nhắn không? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 6 tình huống với 6 câu hay sử dụng khi đàm thoại với người nước ngoài qua điện thoại. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại. Mẫu câu số 1. Nghĩ rằng ai đó đã nhầm số. I think you have the wrong number. Mẫu câu số 2. Muốn ai đó gọi lại sau. Can you call back? Mẫu câu số 3. Mong muốn ai đó nhắc lại tên. Can you spell the name again? Mẫu câu số 4. Hỏi ai đó đang gọi. May I ask who's calling? Mẫu câu số 5. Bảo người gọi chờ một lát. Just a moment, please. Mẫu câu số 6. Hỏi người gọi có muốn để lại lời nhắn hay không? Would you like to leave a message? Quý khán thính giả thân mến, hãy comment I want, tôi muốn để nhận thêm các video tiếp theo về từ vựng ngữ pháp và giao tiếp. Thank you for watching. Goodbye. Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ với quý khán thính giả cách ghép câu dài với từ what. Như quý khán thính giả đã biết, what là một từ dùng để hỏi, được dùng để hỏi cho vật, có nghĩa là cái gì. Ở trong câu hỏi thì what thường đứng ở đầu câu. Tuy nhiên trong video hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ với quý khán thính giả vị trí của what đứng sau động từ. Xin mời quý khán thính giả chúng ta đi vào ví dụ số 1. Bạn có biết đây là cái gì không? Như quý khán thính giả đã biết, nếu bình thường câu đây là cái gì, quý khán thính giả sẽ nói what is this? Nhưng trong câu này, chúng ta sẽ không nói what is this, mà chúng ta sẽ nói là what this is. Bởi vì what this is là một tân ngữ bổ nghĩa cho động từ know trong câu hỏi trước là do you know, bạn có biết không? Câu này ghép đúng ngữ pháp, chúng ta sẽ ghép như sau. Lưu ý, không viết câu hỏi đằng sau what. Do you know what this is? Do you know what this is? Và đúng ngữ điệu, chúng ta sẽ nói do you know what this is? Như vậy, is sẽ đứng cuối cùng trong câu này.
Xin mời quý khán thính giả sang ví dụ tiếp theo. Tôi không biết đây là cái gì. Tương tự như câu trên, what đứng đằng sau động từ know. Do vậy, câu đi sau từ what chúng ta không để dạng câu hỏi mà để ở dạng câu khẳng định. I don't know what this is. 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 Ví dụ tiếp theo, bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Chúng ta có động từ hiểu là understand. Understand. Và what đi sau động từ understand thì câu đi sau what chúng ta để ở dạng khẳng định. Và câu này ghép đúng ngữ pháp chúng ta sẽ nói như sau. Do you understand what I am saying? Do you understand what I am saying? Do you understand what I am saying? Ví dụ tiếp theo, tôi không hiểu bạn đang nói gì. I don't understand what you are saying. 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 Ví dụ tiếp theo, bạn có nghe thấy tôi đã nói cái gì không? Lưu ý với quý khán thính giả, khi câu đi sau what, trong trường hợp này, động từ chúng ta cũng chia đúng thì, nếu là quá khứ thì chia động từ là quá khứ, nếu là hiện tại thì chia là hiện tại, và nếu là tương lai thì phải chia là tương lai. Giống như câu khẳng định bình thường. Ví dụ, tôi đã nói gì? Vậy đã nói chắc chắn chúng ta phải sử dụng động từ quá khứ đơn. Và câu này chúng ta hỏi như sau. Did you hear what I said? Said là động từ quá khứ của say, nói. Did you hear what I said? 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 Ví dụ tiếp theo, tôi không nghe thấy bạn đã nói gì. Tôi không nghe thấy, I didn't hear. Và bạn đã nói gì? Tương tự câu trên, what you said. I didn't hear 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 what you said. Câu tiếp theo. Đừng nói với ai điều tôi đã nói với bạn. Don't tell anybody what I said to you. Như chúng ta thấy, what trong câu này mở đầu cho một câu đóng vai trò là tân ngữ trực tiếp của động từ tell.
Don't tell anybody what I said to you. 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 Bạn có thể chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì không? Can you show me what I have to do? Chúng ta có động từ have to là phải. Can you show me what I have to do? Can you show me what I have to do? Can you show me what I have to do? Can you show me what I have to do? Ví dụ tiếp theo, điều bạn đang làm thật tuyệt vời. Câu điều bạn đang làm, what you are doing, đóng vai trò như một chủ ngữ. Chính vì thế mà câu you are doing, chúng ta nói giống như một câu khẳng định bình thường. What you are doing. What you are doing is great. What you are doing is great. What you are doing is great. Ví dụ tiếp theo, tôi không biết phải nói gì. I don't know what to say. Quý khán thính giả hãy chú ý vào cụm từ what to say. Trong trường hợp này, Mr. Định xin giới thiệu với quý khán thính giả what đi liền trước động từ có to. What to say đóng vai trò là một tân ngữ của động từ know. I don't know what to say. I don't know what to say. I don't know what to say. Quý khán thính giả thân mến, trên đây, Mr. Định vừa chia sẻ thêm hai cách sử dụng từ what để tạo thành một câu nói dài. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video về ngữ pháp, từ vựng và giao tiếp của Mr. Định. Thank you for watching. Goodbye. Quý khán thính giả thân mến, sau video tập ghép câu dài với từ what, thì hôm nay Mr. Định xin chia sẻ với quý khán thính giả cách ghép câu dài với các từ WH words còn lại, ví dụ như where, when, why, how và who. Xin nhắc lại với quý khán thính giả rằng, nguyên tắc các câu đi sau các từ WH words trong câu này, chúng ta không để ở dạng câu hỏi, mà để ở dạng câu khẳng định, giống như đi sau từ what. Từ đầu tiên, đó là từ who. Who thông thường là một từ để hỏi cho người, có nghĩa là ai. Tuy nhiên trong câu này, chúng ta sẽ không dùng who trong câu hỏi. Ví dụ, tôi không biết bạn là ai. Thì bạn là ai, chúng ta không nói là who are you, mà chúng ta phải nói là who you are. Và câu này ghép hoàn chỉnh, chúng ta sẽ nói là I don't know who you are. I don't know who you are.
I don't know who you are. I don't know who you are. Câu tiếp theo, bạn nghĩ bạn là ai? Trong tình huống này, chúng ta có thể chuyển who lên đầu câu, giống như vai trò vốn có của nó. Tuy nhiên, câu đi sau cùng không phải là câu hỏi mà chúng ta vẫn phải để câu khẳng định. Câu này nói đúng, chúng ta sẽ nói như sau. Who do you think you are? 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 Từ tiếp theo là từ where, ở đâu, thông thường được dùng để hỏi cho nơi chốn. Ví dụ của từ where. Bạn nên biết mình đang ở đâu. Thì câu mình đang ở đâu, chúng ta không nói là where are you, mà chúng ta phải nói là where you are. Câu này ghép hoàn chỉnh, chúng ta nói you should know where you are. 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 Câu tiếp theo, tôi muốn biết bạn đến từ đâu. Đây không phải câu hỏi, cho nên chúng ta không được nói where are you from, mà chúng ta phải nói where you are from. I want to know 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 where you are from. Từ tiếp theo là when. Thường được dùng để hỏi về thời gian, khi nào. Ví dụ ghép câu dài với when. Hãy cho tôi biết khi nào bạn tới. Khi nào bạn tới, chúng ta không nói là when will you come, mà trong câu này chúng ta sẽ phải nói là when you will come. Câu ghép đúng chúng ta được. Let me know when you will come. 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 Ví dụ tiếp theo với when, đừng hỏi tôi khi nào anh ấy tới. Khi nào anh ấy tới, chúng ta sẽ không nói là when will he come, mà chúng ta phải nói là when he will come. Ở đây chúng ta dùng thì tương lai đơn. Khi không chắc chắn về một việc gì đó, trong tương lai chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn. Và câu này ghép hoàn chỉnh chúng ta được. Don't ask me when he will come. 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 Từ tiếp theo là từ why, thông thường được hỏi cho nguyên nhân. Tại sao? Ví dụ câu dài với why.
Bạn có biết tại sao anh ấy bỏ đi không? Thì tại sao anh ấy bỏ đi? Chúng ta không nói là Why did he leave? Mà trong câu này, chúng ta sẽ phải chia động từ leave ở quá khứ và bỏ trợ động từ did. Như vậy, câu chúng ta được Do you know why he left? 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 Ví dụ tiếp theo, bạn chính là nguyên nhân tại sao anh ấy bỏ đi. Câu tại sao anh ấy bỏ đi, why he left, tương tự câu trên. Và câu này chúng ta nói, you are the reason why he left. 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 Trong đây chúng ta có từ reason là nguyên nhân. Từ cuối cùng, how, bằng cách nào, hoặc như thế nào. Ví dụ ghép câu dài với how. Bạn có biết anh ta đến đây bằng cách nào không? Do you know how he came here? Ở trong câu này, động từ came là quá khứ của động từ come, đến. Do you know how he came here? Do you know how he came here? Do you know how he came here? Ví dụ tiếp theo với how. Không ai biết anh ta đến đây bằng cách nào. Câu anh ta đến đây bằng cách nào, how he came, chúng ta giữ nguyên như câu trên. Và không ai biết, chúng ta nói là nobody knows. Nobody luôn là một chủ ngữ số ít, cho nên động từ knows chia hiện tại đơn, chúng ta phải thêm s. Câu này chúng ta nói hoàn chỉnh như sau. Nobody knows how he came here. Nobody knows how he came here. Nobody knows how he came here. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi Mr. Định đã chia sẻ cách ghép câu dài với các từ WH words còn lại. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video về ngữ pháp, từ vựng và giao tiếp của Mr. Định. Thank you for watching and goodbye. Quý khán thính giả thân mến, sau hai video về cách ghép câu dài với các WH words, thì video hôm nay, Mr. Định xin cùng quý khán thính giả ôn lại và thực hành một số câu liên quan tới cấu trúc câu dài của WH words. Trong các bài tập này, các câu và các cụm từ đã được đảo lộn vị trí. Nhiệm vụ của quý khán thính giả là sắp xếp lại cho thành câu đúng. Câu số 1. Tôi không biết đi đâu nữa. Quý khán thính giả hãy ghép các từ và cụm từ dưới đây thành một câu đúng.
Câu đúng là I don't know where to go. 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 Câu số 2. Tôi không biết phải làm gì nữa. Đáp án là I don't know what to do. 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 Câu số 3. Tôi không biết làm cái này như thế nào. Đáp án là I don't know how to do this. 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 Câu số 4. Bạn có biết vì sao bạn thất bại không? Đáp án là Do you know why you failed? 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 Câu số 5. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Đáp án của chúng ta là Who does she think she is? 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 Câu tiếp theo, khi nào họ tới vẫn là một câu hỏi. Đáp án là When he will come is a question. 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 Câu tiếp theo, bạn có thể dạy tôi cách học tiếng Anh không? Đáp án là Can you teach me how to learn English?
Can you teach me how to learn English? Can you teach me how to learn English? Can you teach me how to learn English? Tiếp theo, tôi không hiểu họ đang nói gì. Đáp án là I don't understand what they are saying. 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 Câu tiếp theo, tất cả mọi người đều biết anh ta là người như thế nào. Đáp án của chúng ta là Everybody knows what he is like. 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 Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 10 câu, cũng là bài tập để luyện tập các từ, các câu dài với các từ WH words. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video về từ vựng ngữ pháp và giao tiếp. Thank you for watching. Goodbye. Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ với quý khán thính giả cách ghép câu so sánh hơn với tính từ ngắn. Đầu tiên, quý khán thính giả cần nắm được tính từ ngắn là những tính từ như thế nào. Đó chính là những tính từ có một âm tiết. Ví dụ như tính từ cao, tall, tall. Khi chuyển sang tính từ so sánh hơn, chúng ta chỉ cần cộng thêm đuôi er và chúng ta được taller, taller, cao hơn. Khi chúng ta muốn diễn tả so sánh cái gì đó hơn cái gì ở điểm nào, chúng ta sẽ dùng cấu trúc chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với tính từ ngắn thêm đuôi er và cộng với từ than, sau đó cộng với tân ngữ. Ví dụ chúng ta sẽ đặt câu so sánh hơn với tính từ cao. Anh ấy cao hơn tôi. He's taller than me. Đằng sau từ than chúng ta phải điền đại từ tân ngữ của I. Tôi là me. He's taller than me. He's taller than me. Chúng ta đọc lại. He's taller than me. Nếu anh ấy cao hơn tôi thì có nghĩa là tôi thấp hơn anh ấy. Tính từ thấp chúng ta có là short. Short. Khi thêm er vào chúng ta được shorter.
shorter, thấp hơn. Và chúng ta nói tôi thấp hơn anh ấy như sau. I am shorter than him. Sau than chúng ta phải điền đại từ tân ngữ của ngôi he anh ấy là him. I am shorter than him. I am shorter than him. I am shorter than him. Tính từ số 3, old, già, hay còn gọi là lớn tuổi. Già hơn chúng ta có older. Đặt câu với già hơn hoặc lớn tuổi hơn. Cô ấy lớn tuổi hơn anh ấy. She's older than him. She's older than him. She's older than him. Cô ấy lớn tuổi hơn anh ấy thì có nghĩa là anh ấy trẻ hơn cô ấy. Và chúng ta có tính từ trẻ là young. Young. Trẻ hơn là younger. Và câu chúng ta ghép anh ấy trẻ hơn cô ấy là he's younger than her. Sau từ than chúng ta phải điền đại từ tân ngữ của ngôi she là her. He's younger than her. He's younger than her. He's younger than her. Tính từ tiếp theo, khỏe, strong. Strong. Khỏe hơn, chúng ta hình thành là stronger. Ví dụ so sánh với từ khỏe hơn. Họ khỏe hơn chúng tôi. They are stronger than us. Ở đây chúng ta phải điền đại từ tân ngữ của ngôi we, chúng tôi là us. They are stronger than us. They are stronger than us. They are stronger than us. Họ khỏe hơn chúng tôi. Ngược lại thì chúng ta nói chúng tôi yếu hơn họ. Vì thế chúng ta có tính từ yếu là weak và yếu hơn là weaker. Như vậy chúng ta nói chúng tôi yếu hơn họ thì chúng ta nói như sau. We are weaker than them. Sau từ than chúng ta phải điền đại từ tân ngữ của ngôi they là them. We are weaker than them. We are weaker than them. We are weaker than them. Tính từ tiếp theo, béo, fat. Béo hơn, fatter. Đối với tính từ có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm và đi trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi er. Ví dụ so sánh hơn với từ fatter là anh ấy béo hơn tôi. He's fatter than me. He's fatter than me. He's fatter than me. Anh ấy béo hơn tôi thì có nghĩa là tôi gầy hơn anh ấy. Và chúng ta có tính từ gầy là thin. Gầy hơn là thinner. Và câu chúng ta nói tôi gầy hơn anh ấy thì chúng ta nói như sau. I'm thinner than him. I'm thinner than him. I'm thinner than him.
Tính từ tiếp theo, dễ, easy. Đây là một tính từ có hai âm tiết, easy. Tuy nhiên, đối với những tính từ kết thúc bằng y dài, mà đi trước y dài là một phụ âm, thì trước khi thêm er, chúng ta phải chuyển y dài thành y ngắn. Vì thế, easy sang so sánh hơn là easier. Ví dụ với easier, dễ hơn. Nói dễ hơn làm. Saying is easier than doing. Saying is easier than doing. Saying is easier than doing. Ví dụ tiếp theo về loại tính từ này. Pretty, xinh. So sánh hơn của pretty là prettier. Ví dụ, cô ấy xinh hơn chị gái của cô ấy. She's prettier than her sister. 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 Tính từ tiếp theo là một tính từ bất quy tắc khi sang so sánh hơn, không thêm đuôi er mà chuyển thành một từ khác. Ví dụ như là từ good, tốt, đẹp. So sánh tốt hơn là better. Ví dụ, chiếc mũ này tốt hơn chiếc mũ kia. This hat is better than that one. This hat is better than that one. This hat is better than that one. Chúng ta có từ one ở cuối câu là một đại từ thay thế cho từ hat đã được nhắc ở trước đó, vì trong tiếng Anh, người ta tránh dùng lặp từ. Tính từ bất quy tắc số 2 là từ bad, xấu, tồi. So sánh hơn, chúng ta đọc là worse. Worse. Ví dụ chúng ta nói ngược lại ý của câu ví dụ trước, đó là chiếc mũ kia tồi hơn chiếc mũ này, thì chúng ta nói như sau. That hat is worse than this one. That hat is worse than this one. That hat is worse than this one. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi Mr. Định đã chia sẻ cách ghép câu dài với tính từ ngắn ở nghĩa so sánh hơn. Hy vọng video đã mang lại cho quý khán thính giả cách học so sánh hơn dễ nhất. Quý khán thính giả hãy comment I want để nhận thêm các video về ngữ pháp, từ vựng và giao tiếp. Thank you for watching and goodbye. Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ với quý khán thính giả 20 từ rất thông dụng, nhưng những người bắt đầu thường lúng túng trong quá trình phát âm nếu chưa tự tìm hiểu qua từ điển. Từ số 1, chiếc lược chải tóc. Từ này, chữ bi bị lược đi, chúng ta không phát âm. Quý khán thính giả có thể để ý thấy phần phát âm của từ này ở trong dấu gạch chéo đỏ. Ký tự b là ký tự chúng ta không phát âm. Như vậy, từ này không phải phát âm là comb. No, chúng ta không phát âm là comb. Mà đúng là chúng ta phải phát âm ở dòng có dấu tích màu xanh. Comb. Comb.
home. Như vậy, chữ be bị lược đi trong từ này. Từ số 2 là từ giờ giấc. Thông thường, cách đọc đúng của từ này là hour. 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 Rất nhiều người đọc từ này là hour. Không đúng, vì chữ H bị lược đi. Quý khán thính giả có thể nhìn thấy âm H được đánh màu đỏ. Đó là âm bị lược đi và chúng ta không đọc. Từ tiếp theo là một tính từ trung thực. Chúng ta đọc là honest. 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 Chúng ta không đọc là honest. Từ tiếp theo là từ con tê giác. Chữ H trong từ này cũng bị lược đi và chúng ta đọc là rhino. 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 Từ tiếp theo là từ danh dự. Chúng ta không đọc là honor, mà chúng ta phải đọc là honor. 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 Từ tiếp theo là một động từ có nghĩa là biết. Chúng ta không đọc là know, mà chúng ta phải đọc là know. 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 Từ tiếp theo, một danh từ có nghĩa là đầu gối. Chúng ta đọc là knee. 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 Không bao giờ đọc là knee. Từ tiếp theo, con dao. Chúng ta không đọc là knife, mà chúng ta đọc là knife. 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 Chúng ta bỏ chữ K đi. Từ tiếp theo, số 2. Ta sẽ không phát âm chữ W trong từ này. Chính vì thế, chúng ta đọc là two. 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 Từ tiếp theo là động từ viết. Chúng ta không phát âm là write, mà chúng ta phát âm là write. 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 Chữ W bị lược đi trong từ này. Từ tiếp theo là một tính từ có nghĩa là sai. Chúng ta đọc là wrong. 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 Không đọc là were wrong. Tính từ tiếp theo, toàn bộ, chúng ta đọc là whole.
Hole. 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 Không đọc là whole. Từ tiếp theo là một từ để hỏi, có nghĩa là hỏi cho người là ai, chúng ta đọc là who. 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 Không đọc là who. Từ tiếp theo cũng là một từ để hỏi, hỏi cho sở hữu, có nghĩa là của ai. Chúng ta không đọc là whose mà đọc là whose. 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 Từ tiếp theo trả lời vừa là động từ và vừa là danh từ. Chúng ta không đọc là answer mà phải đọc là answer. 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 Danh từ thợ sửa đường ống. Chúng ta không đọc là plumber. Trong từ này, chữ B bị lược đi. Chính vì thế chúng ta đọc là plumber. 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 Cái tủ bếp, chúng ta không đọc là cupboard mà chúng ta phải đọc là cupboard. 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 Vì chữ P bị lược đi. Danh từ bột. Nhiều người vẫn phát âm nhầm là từ floor, giống như sàn nhà. Nhưng từ này phải đọc giống từ bông hoa. Chúng ta đọc là flower. 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 Đường. Chúng ta không được đọc là sugar, mà chúng ta phải cong lưỡi khi phát âm âm sh. Chính vì thế, từ đường chúng ta đọc là sugar. 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 Từ cuối cùng là một động từ trèo leo. Chúng ta đọc là climb. 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 Chúng ta không được đọc chữ B ở cuối vì chữ B bị lược đi. Quý khán thính giả thân mến, thông qua chia sẻ nhỏ này, hy vọng quý khán thính giả sẽ không bị mắc sai lầm khi phát âm những từ cơ bản này. Hãy comment I want để nhận thêm các video về từ vựng giao tiếp và ngữ pháp của Mr. Định. Thank you for watching and goodbye. Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ với quý khán thính giả một vấn đề liên quan tới phát âm mà bất kỳ ai khi học phát âm tiếng Anh đều phải để ý. Đó chính là cách phát âm các từ kết thúc bằng đuôi CE. Quý
quý khán thính giả chỉ cần ghi nhớ đuôi CE ở cuối các từ đều được phát âm là S. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào 20 từ thông dụng có đuôi CE thường bị đọc sai. Từ số 1, cơ hội, chúng ta phát âm là chance. 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 Từ số 2, khiêu vũ, chúng ta đọc là dance. 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 Từ số 3, ly hôn, chúng ta đọc là divorce. 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 Từ số 4, sự kiên nhẫn, chúng ta đọc là patience. 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 Từ số 5, chúng ta đọc là entrance. 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 Lối vào. Từ số 6, khuôn mặt, chúng ta đọc là face. 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 Từ số 7, nơi chốn, chúng ta đọc là place. 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 Từ số 8, miếng, chúng ta phát âm là peace. 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 Từ số 9, cung điện, chúng ta đọc là palace. 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 Từ số 10, văn phòng, office. 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 Từ số 11, nước ép,
chúng ta đọc là juice. 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 Từ số 12, thông báo. Notice. 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 Từ số 13, tốt. Nice. 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 Từ số 14, cháu gái. Niece. 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 Từ số 15, cơm. Rice. 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 Từ số 16, những con chuột số nhiều của mouse, chúng ta đọc là mice. 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 Từ số 17, cảnh sát, chúng ta đọc là police. 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 Từ số 18, bằng hoặc giấy chứng nhận, chúng ta đọc là license. 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 Đây là một từ trong tiếng Anh, còn tiếng Mỹ thì chữ C sẽ được thay bằng S. Chúng ta đọc là license. Từ số 19, sự thực hành, chúng ta đọc là practice. 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 Và từ cuối cùng, động từ phát âm, chúng ta đọc là pronounce. 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 Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là một chi tiết rất nhỏ trong phát âm tiếng Anh, đó là đuôi CE. Ở cuối luôn được phát âm là âm S. Quý khán thính giả hãy lưu ý để tránh đọc nhầm trong khi phát âm tiếng Anh. Hãy comment I want để nhận thêm các video về từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp. Thank you for watching and goodbye.
Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ một vấn đề nữa về ngữ âm, đó là sự khác biệt giữa cách phát âm của người Mỹ và người Anh. Quý khán thính giả thân mến, nhiều người sống ở Mỹ đặt ra câu hỏi là nếu như phát âm theo cách của tiếng Anh thì người Mỹ có hiểu không? Để trả lời cho câu hỏi này, xin mời quý khán thính giả hãy trả lời câu sau đây của Mr. Định rằng người Bắc nói tiếng Việt thì người miền Nam của Việt Nam có hiểu không? Và người miền Nam nói tiếng Việt thì người miền Trung của Việt Nam có hiểu không? Câu trả lời chắc chắn quý khán thính giả đã biết đó là Bắc, Trung, Nam, tất cả mọi người nói tiếng Việt chúng ta đều hiểu. Tương tự như vậy, thì người Anh nói tiếng Anh thì người Mỹ cũng hiểu. Chỉ có điều, mỗi vùng, mỗi nơi, mỗi văn hóa khác nhau thì họ lại có cách phát âm khác nhau. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo đúng được, từ đó, có ngữ âm như thế nào, ngữ điệu ra sao. Người ta vẫn phát âm đúng, chính vì thế, tiếng Anh trên toàn cầu mọi người nói đều hiểu nhau. Chỉ trong trường hợp người này không hiểu người kia nói gì, nếu quý khán thính giả cố tình phát âm sai hoặc phát âm không đúng từ đó, dẫn đến hiểu lầm. Nói như vậy, Mr. Định muốn khẳng định với quý khán thính giả rằng, nếu phát âm đúng tiếng Anh, thì dù nói tiếng Anh ở Mỹ hay nói tiếng Anh ở Anh, mọi người bản xứ đều vẫn hiểu quý khán thính giả. Hãy tự tin nói theo cách của bạn. Bây giờ, Mr. Định xin chỉ ra một vài điểm khác biệt trong cách phát âm giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ. Điểm khác biệt số 1 đó là chữ R hay là âm R. Người Mỹ có khuynh hướng phát âm âm R trong tất cả các từ có chứa âm R đi sau nguyên âm. Còn người Anh thì không. Ví dụ như sau. Từ số 4. Người Mỹ sẽ phát âm là four. 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 Còn người Anh sẽ nói four. 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 Ví dụ tiếp theo từ nhiều hơn, người Mỹ sẽ nói more. 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 Còn người Anh nói more. 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 Từ tiếp theo, trước khi, người Mỹ nói before. 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 Còn người Anh nói before. 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 Như vậy chúng ta sẽ không nghe thấy âm R trong các từ của người Anh. Từ tiếp theo, ngắn, người Mỹ nói short. 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 Còn người Anh nói short. 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 Từ tiếp theo, sàn nhà. Người Mỹ sẽ nói floor. 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 Còn người Anh nói floor. Floor. Floor.
Hay như từ tiếp theo, ô tô, người Mỹ sẽ nói car. 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 Còn người Anh nói car. 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 Sự khác biệt thứ hai đó là chữ T hay là âm T. Trong khi nói tiếng Anh, người Mỹ có khuynh hướng biến các âm vô thanh thành hữu thanh. Chính vì thế nếu âm T đứng giữa hai nguyên âm thì người Mỹ sẽ biến âm T thành âm D. Ví dụ trong các từ sau đây. Tốt hơn, người Mỹ sẽ nói better. 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 Còn người Anh sẽ nói better. 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 Ví dụ tiếp theo từ sau này, người Mỹ nói later. 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 Còn người Anh nói later. 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 Từ bơ, người Mỹ sẽ nói bother. Bother. Butter. Còn người Anh nói butter. 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 Ví dụ tiếp theo từ nhà văn, người Mỹ sẽ phát âm là writer. Rider. Rider. Còn người Anh nói writer. 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 Sự khác biệt tiếp theo nằm ở âm o ngắn, o. Người Mỹ có khuynh hướng biến âm o thành âm a dài. Chúng ta đọc là R. Ví dụ, từ dừng lại, người Mỹ sẽ nói là stop. 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 Còn người Anh nói stop. 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 Quá khứ của động từ get, người Mỹ nói got. 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 Còn người Anh nói got. 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 Từ sốc, người Mỹ thường nói shark. 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 Còn người Anh nói shock. 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 Ví dụ tiếp theo tính từ nóng, người Mỹ thường nói hot. Hot. Hot.
còn người Anh nói hot. 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 Ví dụ cuối cùng đó là từ Chúa. Người Mỹ sẽ nói God. 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 Còn người Anh nói God. 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 Quý khán thính giả thân mến, thông qua những ví dụ so sánh trên đây, hy vọng video đã giúp quý khán thính giả có được sự tự tin khi học tiếng Anh dù nói ở Anh hay nói ở Mỹ. Hãy comment I want để nhận thêm các video về từ vựng ngữ pháp và giao tiếp. Thank you for watching and goodbye.